Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với EBL Việt Nam Show để chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi những diễn biến của những cặp trận đấu ngày hôm nay. Và cặp trận đấu thứ hai của ngày hôm nay sẽ là cuộc đụng độ mà chắc chắn là chúng ta đang rất mong chờ. Ra sân sẽ là một màn trình diễn rất đáng được mong chờ bởi các thành viên của Weibo Gaming và đối thủ của họ ngày hôm nay sẽ là WWE. WWE đã có một kỳ chuyển nhượng mà họ mất gần như là toàn bộ những cái điểm nhấn của họ, ví dụ là Breed ở khu vực đường trên, L ở khu vực xạ thủ và đường dưới hỗ trợ là Missing. Nhưng mà thay vào đó họ vẫn giữ được Bay Sang và Sang, cặp đôi rừng beat đang có một phong độ tương đối ổn ở mùa giải trước, và bổ sung thêm CE quay trở lại mái nhà cũ, Bill Bill ở khu vực đường trên, Sing là xạ thủ mới, View sẽ là một người đi rừng dự bị, và Kedaya với cả Stay sẽ là hai hỗ trợ. À không, Stay sẽ là cũng là AD và Kedaya sẽ là hỗ trợ của WWE ở mùa giải này. Đây cũng sẽ là một đội hình mà nó thay đổi tương đối là nhiều và nó khiến cho sức mạnh của WWE nó bị suy giảm một cách đáng kể. Sẽ có rất nhiều điều để nói về cái việc WWE ở trong mùa giải này, khi đường giữa của họ sẽ không còn là Sang nữa, một trong những người có những màn trình diễn phải nói là đôi khi lại thất vọng. Có một số trận đấu thì anh ta chỉ đánh ở mức độ tròn vai, còn có một số trận đấu chỉ đơn giản là thất vọng dành cho Sang ở bên phía WWE mà thôi. Vì khi CEO quay trở lại, để xem là anh ta sẽ có thể tìm được phong độ của mình hay không mà thôi. Nên nhớ, CEO là một trong những tuyển thủ đã có tuổi đời khá là dài rồi, cho nên là cái việc mà phong độ của anh ta đi xuống theo tuổi tác là một câu chuyện dễ hiểu. Nhưng biết đâu đó khi được trở về mái nhà xưa thì CEO sẽ tìm lại được một điểm chung nào đó cùng với lại những người đồng đội của mình để có thể tiếp tục tìm ra những điểm số tốt hoặc là có được những thứ hạng tốt ở trên bảng xếp hạng để có thể bước được vào vòng đấu playoff chẳng hạn. Còn trong cái đó thì đội hình của Weibo Gaming phải nói là bùng nổ về mặt chuyển nhượng. Họ có một đờ sai khu vực đường trên và đặc biệt hơn nữa là sự trở lại đến xòa gạt. Đây sẽ là một trong những điểm rất đáng chú ý dành cho bên phía của Weibo Gaming. Họ có sự bình tĩnh của cặp đôi xạ thủ vào ra khu vực đường dưới đã từng rất rất nổi tại Suning. Thì bây giờ họ có thêm đờ sai, một người đã nắm được cái cúp vô địch thế giới 2018 cùng với lại Invictus Gaming. Còn đây chính là Sang, người chơi đường giữa bên phía của WWE. Như tao nói rồi đó, tức là về cái khả năng Sang có được những giai đoạn đi đường ổn, tôi không đánh giá cao lắm. Anh ta luôn là một trong những điểm những khiến cho bên phía của WWE gặp những thất bại nó khá là ê chề. Và để đánh giá thang điểm thì tôi nghĩ là Sang sẽ dừng ở mức độ điểm 6 là cao nhất. Còn trong khi đó thì còn lại đôi khi là anh ta dưới trung bình nữa. Tuy nhiên ở giai đoạn playoff vừa rồi ở mùa hè 2021 thì anh ta cũng có một cái chỉ số khá là ấn tượng, đấy là có điểm solo kill lên đến 4 lần, nghĩa là xếp thứ 2 trong toàn bộ các đường giữa ở mùa playoff vừa rồi. Đấy cũng là một con số khá là ấn tượng, nhưng mà phong độ của anh ta nó hơi trồi sụt một tí, cũng cộng thêm là cả phong độ của cả team WWE cũng rơi vào một cái điểm rơi nó hơi bóp một chút, khiến cho họ đã không có được cái vé thứ tư của LPL để đến với chung kết thế giới, mà cái vé đấy nó rơi vào tay của Leaning Esports. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ thấy được một sự đối đầu giữa hai team. Đây là đội hình của bên phía Suning. Đây là đội hình của mùa trước khi mà chúng ta vẫn còn đó Bin ở khu vực đứng trên. Và thậm chí là đội hình này cũng là đội hình đã vừa mới tham dự giải đấu NES, và sau đó Demacia Cup thì lại là đội hình khác nhé. Đội hình tham dự giải NES là một cái giải còn trước cả giải Demacia Cup thì vẫn là Bin đánh. Còn Demacia Cup đến thì đã là đi kết ở khu vực đứng trên để tạm thời lấp chỗ trống mà The Shy để lại, do The Shy thì vẫn chưa hoàn thành cái cách ly ở giai đoạn đó. DK đánh cũng được, là chúng ta phải nhìn vào cái màn trình diễn của DK ở trong cái đợt Demacia Cup vừa rồi, là anh ta có những cái màn trình diễn rất là thuyết phục. Nhưng để có thể gọi là biểu tượng như The Shy thì cảm giác hơi khó. DK sẽ còn một khoảng thời gian rất dài nữa để có thể thể hiện được cái trình độ với lại The Shy, một người đã có một kinh nghiệm rất dài và đặc biệt hơn cũng đã từng là một trong những nỗi ám ảnh rất lớn ở tất cả những khu vực đường trên, không chỉ là EBL mà là toàn thế giới. Cho nên ngày hôm nay sẽ là một ngày thi đấu và chúng ta sẽ đặt ra rất nhiều dấu chấm hỏi, và dấu chấm hỏi to nhất là liệu The Shy sẽ có lại được phong độ cái thời hoàng kim khi mà anh ta còn làm mưa làm gió tại chung kết thế giới 2018 hay không. Chuyển nhượng đến từ bên phía của Weibo Gaming như đó rồi, ít nhưng chất lượng. Đúng, họ đã bán đi Bin. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng là ở cái thời điểm mà khi bán đi Bin á thì có rất nhiều những cái tranh cãi. Có người thì nói rằng là Bin hiện tại đang có trong một bộ khung khá ổn thì ta sẽ bán, và là còn có một số người thì họ lại nhận định là The Shy là một trong những người có được những điểm cộng hơn so với Bin, cho nên là việc mang The Shy thì cũng hợp lý. Nếu như chúng ta nhìn vào trong các màn trình diễn của anh chị ở trong cái cặp trận đấu vừa rồi thì vẫn có một phần đúng nhẹ, Bin không thể hiện được nhiều lắm,
Còn trong khi đó thì The Shy là khác. Có một điểm tôi rất là thích The Shy ở cái đợt, thực ra là cũng có khoảng 2 năm, 1 năm 2 năm về trước, đó chính là cái thời điểm mà The Shy là một trong những người bị cam rất nhiều khu vực đường trên. Nhưng sát thương của ta trong một pha giao tranh nó sẽ ở mức độ top 2 hoặc đôi khi nha là top 1. Top 1 luôn. Và thực ra là những cái bất đồng giữa Bin cộng với cả Sop thì cũng đã có được trong cái tập tài liệu của LPL vừa mới ra gần đây, tập tài liệu về Suning ấy, thì cái lối tư duy của hai người này nó khác nhau. Và khi mà không có một người anh lớn như là Suda ở lại để điều giải và sắp xếp thì những cái sự khác biệt đấy nó lại trở thành một cái bất lợi và nó sẽ trở thành điểm yếu của bên phía Suning. Đây là cái giai đoạn mà cái mùa giải thăng hoa 2020 đấy, trận bán kết mà bên phía của Suning đụng độ cả Top Esports, thì đây sẽ là một trận đấu mà bên phía Suning đã giành một chiến thắng rất là thuyết phục. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là khi mà đội hình của họ bây giờ đã có lại được một Cole, nghĩa là Sora, thì Sop sẽ có thể đánh thoải mái hơn. Tuy nhiên nói về cá tính thì The Shy sẽ có một cái cá tính tương tự như Bin, nghĩa là một người có thiên hướng tấn công. Còn nếu mà Sop ấy, anh ta sẽ có, nếu mà team gặp bất lợi thì Sop sẽ có thiên hướng là kéo dài trận đấu để đánh về giai đoạn cuối trận. Nhưng chúng ta sẽ có thể, tức là thật ra cái bản hợp đồng của The Shy, nếu như mà nói về vấn đề là để gia tăng thêm sức mạnh đỉnh từ bên phía Weibo là cảm giác nó vẫn chưa đủ. Nó gọi là tiếp tục nâng cao được cái chiến thuật của họ. Tại vì Weibo chúng ta nên nhớ ở trong những mùa giải trước, cái chiến thuật thường xuyên của họ không phải là đánh xuống khu vực đường dưới hỗ trợ cho Hanfeng, mà sẽ là cố gắng đánh nửa trên để hỗ trợ cho Angel cũng như là Bin. Nhưng có một điểm khác biệt giữa The Shy với Bin, cái thời điểm mà khi mà The Shy đang là mưa làm gió đấy, là Ninh là người hỗ trợ rất tốt cho The Shy có thể ăn thịt một cách tối đa so với là đối thủ phía bên kia. Thì nếu như bên phía Weibo họ trở lại với lại cái chiến thuật cũ của họ thì The Shy sẽ là một trong những ngòi nổ chính. Và nếu như mà anh ta được hỗ trợ tốt đến từ Sop nữa thì cái lối chơi ăn thịt đến từ cả hai người chơi này sẽ là một trong những điểm mấu chốt rất lớn, giúp cho Weibo có được những điểm nhấn cực kỳ quan trọng ở trong mùa giải này. Và thực ra là nhiều người cũng đã nói được đây là một sự kết hợp giữa thần đường trên và thần rừng, khi mà cả Sop cả The Shy đều tạo được một cái tiếng vang nhất định ở trong giải đấu LPL. Có lúc họ đã là lên đến đỉnh, có lúc mà họ đã là top 1 ở cái vị trí của họ rồi, không ai có thể không ai có thể gọi là phủ nhận được điều đó cả. Khi mà The Shy đã vô địch thế giới, còn Sop thì đã lọt được vào đến trận chung kết ở năm 2020, thì đấy là những khoảng thời điểm mà đã từng có lúc mà họ đứng ở đỉnh cao của giải đấu của khu vực LPL này. Và vậy liệu sự kết hợp này có thể tạo nên một sự bùng nổ không, hay là hai cá tính trái ngược nhau có thể khiến cho cái sự phối hợp này nó trở nên rời rạc thì sao nhỉ? Nói chung là cũng đã có trend với nhau, và đặc biệt hơn là cũng có đua rang với nhau rồi, cho nên tôi nghĩ là cái việc mà bất đồng nó sẽ bất đồng từ trong giai đoạn đầu, tức là từ cái thời điểm mà còn là một quả trứng đó, thì khi đó sẽ có những cái bất đồng đến từ cái The Shy cũng như là Sop. Nhưng khi bạn là một trong những tuyển thủ chuyên nghiệp thì cái điều đầu tiên để thể hiện được hai chữ chuyên nghiệp của bạn đó là cho dù bất đồng vẫn phải biết cách để xử lý làm sao để cho cả hai đều tìm được những tiếng nói chung mới có thể đưa được đội hình của mình lên cao. Không ai muốn đạt tới vinh, không ai muốn từ chối cái vinh quang cả. Nhưng để đạt tới cái ngưỡng vinh quang đó, điều bạn cần phải làm đó chính là cùng nhau giúp nhau để có thể bước được lên cái đỉnh cao đấy. Thì chắc chắn rồi, cả Sop cũng như là Sai cũng hiểu được chuyện đó. Họ đã quá kinh nghiệm để họ đã trải qua những chuyện này. Với một cái tôi lớn như là Sai, chắc chắn là ta cũng đã từng gặp những vấn đề như thế. Và Sop thì với một người đi rừng, một người chuyên gọi là phải hỗ trợ và liên lạc với những người đồng đội của mình, thì cả hai tôi nghĩ là cái việc tìm ra tiếng nói chung nó cũng khá là dễ. Và meta ở thời điểm hiện tại cũng đang là một meta đi rừng. Tôi nghĩ là đi rừng và đứng trên, mà tôi nghĩ là cả The Shy lẫn Sop đều rất là ưa thích. Các bạn có thể nhìn thấy các vị tướng thường xuyên xuất hiện ở trong khu vực rừng là Xin Zhao, là Lee Sin, là Javan. Thì đã có 2 trên 3 vị tướng là tướng tủ của Sop rồi. Còn The Shy thì hoàn toàn có thể vác Gwen lên khu vực đứng trên, vác Camille lên khu vực đứng trên, thậm chí là vác một lựa chọn như kiểu là On lên khu vực đứng trên cũng được. Zay nữa. Zay chính là con tướng mà một trong những con tướng tên tuổi của The Shy. Cho nên là việc mà chúng ta thấy Zay thường xuyên ở khu vực đường trên nằm tay của The Shy ở trong cái ván thi đấu 1 hay ván thi đấu 2 gì đó, tôi nghĩ nó cũng không phải là ngoại lệ. Tại vì ở trong cắm chọn, thật ra có một cái lối cắm chọn truyền thống đến từ đại diện, xin lỗi các bạn, đó là đến từ Weibo Gaming. Đó chính là họ sẽ luôn luôn làm sao tìm ra những con tướng carry mạnh nhất để mang lên khu vực đường trên. Nó gần như là top 1. Giống như hồi đợt mà khi mà con Gwen là một trong những vị tướng cực kỳ hot, thì họ gần như là first pick Gwen để cho Bin đánh được. Thì tôi nghĩ nếu như họ tiếp tục với những cái cắm và chọn đó thì The Shy sẽ không có vấn đề gì cả. Anh ta luôn là một trong những người đi gần như là không hề ngại bất cứ một ai cả.
Chỉ có cái thời điểm mà sau này khi mà cam dữ quá thì ta hơi khó chơi mà thôi. Nhưng khi mà meta này top lane carry và top lane trụ đường đang là một trong những vị tướng, đang là một trong những cái meta rất hot. Chứ kể đến Vladimir hồi đó cũng có, chúng ta nhớ là có thời điểm Vladimir nằm trong tay của Starshine cũng rất đáng để có thể chú ý tới. Thì tôi nghĩ là Weibo Gaming đang có rất rất nhiều điều muốn làm với Starshine, đặc biệt là trong cái trận đấu ra quân này. Thậm chí là ngay cả những khán giả, những fan hâm mộ của LPL ở Việt Nam đây cũng đang rất mong chờ xem là trận đấu này cuối cùng thì cái cú nổ lớn nhất ở thị trường chuyển nhượng đối với người Việt Nam vừa rồi là The Shy đến với Sop thì sẽ diễn ra như thế nào. Thực sự đây sẽ là một cú nổ, đây sẽ là một sự kết hợp mà tất cả mọi người đang mong chờ. Bởi vì đây sẽ là trận đấu ra quân của Weibo, trận đấu thứ hai của họ sẽ gặp đối thủ cũng cực kỳ khó chịu. Đó sẽ là Bilibili Gaming ở vào chủ nhật tuần này. Và đây sẽ là trận đấu để họ khởi động. Nếu mà có một màn khởi động mượt mà, suôn sẻ thì cái tinh thần thi đấu sẽ lên cao. Và đến trận chủ nhật gặp Bilibili Gaming, chúng ta sẽ có một trận đấu thực sự bùng nổ giữa cả hai đội. Đúng là như vậy. Tinh thần sẽ là một trong những thứ vũ khí giúp cho bất cứ một đội nào giành chiến thắng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Thì chắc chắn là Weibo Gaming cũng không hề từ chối cái món quà đó. Họ sẽ làm tất cả gì có thể để giành được chiến thắng. Chứ kể đến, tôi có cảm giác như thật ra không chỉ mỗi khán giả Việt Nam mà còn là khán giả của LPL nữa. Bởi vì chúng ta nên nhớ nha, ở trong cái đợt mà top 5 người chơi ở các lane đó mà có ảnh hưởng đó thì The Shy với The Sop có bên trong. Đúng. Có trong đó. Cho nên là tôi nghĩ là họ cũng có những câu hỏi đặt ra, liệu nếu như The Shy đánh cùng với Sop, hai người với lối chơi ăn thịt từ đầu là chủ đạo thì sẽ đánh như thế nào? Thì đây, chúng ta sắp sửa có được câu trả lời khi mà The Shy cũng như là Sop sẽ cùng ra sân ở trong cái cặp trận đấu này. Cặp trận đấu sẽ mang lại cho Weibo Gaming điều đầu tiên sẽ là tinh thần trước nếu như họ giành chiến thắng. Vâng, như vậy là lần ra mắt này thì sẽ không phải là suốt à thi đấu cạnh Hoán Phang nữa, mà sẽ là On, vẫn là người hỗ trợ trẻ và có kỹ năng tương đối là ổn đến từ bên phía của Weibo Gaming. Nhưng lúc nãy chúng ta nhắc đến Sop và The Shy rất là nhiều rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa nhắc đến một carry hạng nặng khác đến từ bên phía của Weibo Gaming, đấy là Hoan Phong. Hoan Phong vẫn có một phong độ rất ổn định kể từ chung kết năm 2020 đến bây giờ. Xuyên suốt qua năm 2021, chúng ta có thể thấy được rằng đội hình của Suning có lúc lên và có lúc xuống, nhưng thầy Huấn vẫn là một cái chốt chặn cực kỳ uy tín ở khu vực đường dưới. Ừ, tôi cũng công nhận chuyện đó, bởi vì Hoan Phong hồi lúc trước anh ta chỉ chơi theo thiên hướng hỗ trợ rồi nhiều nhất với những con tướng kiểu như hồi có một thời gian là Ashe, khoảng thời gian sau là có một Miss Fortune, rồi sau là Jhin. Nhưng bây giờ thì khác, sẽ có thể có carry dành cho Hoan Phong và anh ta vẫn biết cách làm sao tìm được tiếng nói lớn của mình ở trong bất cứ một ván thi đấu nào. Cho nên với một đội hình tôi cảm giác như là gần như là đồng đều đến từ bên phía của Weibo Gaming, thì điều đầu tiên cái tham vọng với việc bạn có The Shy trong đội hình như thế này, mà tham vọng của bạn chỉ dừng ở mức độ là vào playoff thôi, thì tôi nghĩ là nó vẫn chưa đủ lắm. Tham vọng phải là vô địch, chắc chắn là như vậy. Tại vì đội hình đồng đều mà. Thực ra mà nói đội hình đồng đều thì nếu như mà ngắn nhất thì là bán kết, còn nếu như mà đã gọi là tham vọng lớn hơn nữa thì vô địch luôn. Đó sẽ là một trong những ý định đến từ bên phía của Weibo Gaming với cái sự đầu tư khá là lớn như thế này. Còn trong khi đó thì WLE, nãy giờ ta nói rất nhiều đến từ bên phía Weibo Gaming, chúng ta quên mất là WLE ở trong cái thị trường chuyển nhượng này thì có, chắc có lẽ như WLE là một trong những đội, thực ra là nếu như được so sánh tôi nghĩ chắc top 1, tức là họ là đội bán đi rất nhiều. Họ bán đi gần như toàn bộ đội hình, và đặc biệt hơn họ bán rất nhiều những người chơi khu vực đường giữa mà đã từng đánh chính. Họ đánh Tích Trà Ma, rồi sau đó tôi cũng nhớ như tôi quên mất tên của anh chàng thứ hai rồi. Nhưng cái quan trọng hơn là WLE luôn có cái sự luân chuyển về mặt tuyển thủ nó rất là nhiều. Nó khiến cho họ chưa bao giờ ở một mức độ ổn định cả. Và nếu như so với là cái thời vàng son thì ở thời điểm hiện tại tôi cảm giác là chữ rối nó đủ để có thể nói về mặt đội hình đến từ những cái WLE ở trong những mùa giải gần đây. Nó sẽ hơi hỗn loạn một chút. Họ đã, vấn đề tôi không hiểu lắm ở cái chiến thuật chuyển nhượng của WLE mùa này, khi mà họ đã bỏ đi một cái bộ khung mà họ đã xây mất mấy năm. Họ đã đầu tư cái tuyển thủ trẻ mất mấy năm liền, nhưng mà bây giờ họ lại bán đi 3 trên 5 người chơi chính thức ở mùa giải trước, chỉ còn giữ lại Baishang và Shang, bổ sung thêm Xie ở khu vực đường giữa, thay thế hoàn toàn bộ đôi đường dưới và người đi đường trên. Nó sẽ khiến cho cái bộ khung mà họ đã xây dựng mất 2 năm trời, thậm chí là 3 năm trời, nó bị phá đi hoàn toàn, và họ sẽ phải làm lại một bộ khung mới.
thì tôi cảm giác nó không phải là một sự đầu tư hiệu quả. Trong khi đó Weibo Gaming thì thực sự đây vẫn là một bộ khung mà họ đã có từ năm 2020 rồi, với sự xuất hiện và trở lại của Shodak và On. Thì Shodak hoàn toàn có thể đóng cái vai trò là người training, nghĩa là người đào tạo cho On tiến bộ hơn, và nó giúp cho On đạt được đến một đỉnh cao hơn. Bởi vì dù sao thì Shodak cũng là một người hỗ trợ theo thiên hướng là côn là chính, chứ tay thì chắc chắn là không to bằng On. On chắc chắn là tay to hơn và có kỹ năng xử lý tốt hơn. Vì vậy nếu mà On học được tầm nhìn chiến thuật của Shodak thì Weibo sẽ rất là mạnh ở khu vực đường dưới. Tôi nghĩ W cũng đang ở trong một trường hợp nó gần giống như thế, nhưng mà nó ở khu vực đường giữa. Tức là Sun bị một cái là hơi non ở trong một số pha cần những sự quyết định tỉnh táo nhất, thì Sun lại không làm được chuyện đó. Thì khi CJ về, với cái kinh nghiệm CJ có được sau một ngừng ấy thời gian anh ta đã thi đấu rất lâu, thì anh ta sẽ biết mình cần phải làm gì. Đó chính là cố gắng làm sao để cho Sun có thể hoàn thiện nhất có thể. Play up là một màn trình diễn ổn nếu từ Sun, nhưng cái thiếu ở đây đó là kinh nghiệm để có thể biến nó trở thành một màn trình diễn xuất sắc. Thì với việc có CJ trong đội hình này, CJ sẽ là người có thể hướng dẫn cũng như là tạo ra cho Sun thêm nhiều điểm cần phải chú ý nữa ở trong bất cứ một ván thi đấu, là đặc biệt là đối với những đội được đánh giá là kèo trên như là bên phía của Weibo Gaming ở trong ván này. Và thực ra là sau những cái màn nhá hàng camera vừa rồi thì tôi nghĩ là không chỉ có fan hâm mộ ở Việt Nam mới thấy cái việc chuyển nhượng này là bùng nổ, mà ngay cả fan hâm mộ LPL ở Trung Quốc cũng như là fan hâm mộ của Weibo Gaming cũng rất là sung sướng. Bởi vì tôi cảm giác là lượng fan mà The Side kéo về Weibo Gaming là cực kỳ khủng khiếp. Rất nhiều các bảng hiệu The Side rồi cố lên Weibo Gaming chiến thắng các thứ này nọ. Đúng là một nhân vật có tầm rất ảnh hưởng. Thực sự đây là một cái cú nổ. Tôi nghĩ là ở LPL ở thời điểm hiện tại thì tầm ảnh hưởng của The Side nó cũng lên ở mức độ trong top 5 những người ảnh hưởng nhất. UZ thì chắc là cũng trong top 2. Tức là nếu mà nói về một vị trí thì chắc chắn là sai top 1. Còn trong khi đó thì UZ với vai trò xạ thủ thì EPL anh ta vẫn là người có được xạ thủ nhất. Chúng ta đến với cặp và chọn đến từ Dupli cũng như là phía của Weibo Gaming. Một số vị tướng xạ thủ đã bị cặp, đó là con Jin Tủ nằm trong tay của Hoàng Phân. Còn trong khi đó thì Caitlyn và Lớp Lăng, những vị tướng mà cả Sun cũng như cả xạ thủ bên phía W đã xử lý rất tốt ở trong những mùa giải trước đều đã nằm trong nhân lực cấm rồi. Quyết định của W sẽ là gì đây? Nếu như họ thả đại đa số vị tướng khu vực đường trên ra thì sẽ có rất nhiều cơ hội cho Weibo Gaming. Như vậy là chúng ta sẽ có được khá nhiều vị tướng khu vực đường trên, tùy vào vấn đề là Weibo Gaming muốn chọn con tướng nào. Thật ra vẫn có một số con tướng đánh phủ đầu được. Riêng Tông, Zay là những vị tướng mà có thể đánh phủ đầu từ sớm, có thể mang cho đội hình này một cái lợi thế về mặt đi đường trước, rồi sau đó hẳn bắt đầu tính tới chuyện là rừng. Với lại ở khu vực đường giữa sẽ là vị tướng nào? Lee Sin bị cấm ở Weibo, như vậy là thả ra Renatong lần đầu tiên tại LPL mùa xuân 2022. Chúng ta được nhìn thấy là có một đội tuyển thả ra Renatong ở trong giai đoạn cấm. Đó là Weibo. À xin lỗi, đấy là Weibo thôi. Weibo. Nhưng mà WWE lại không chọn. Họ chọn Jinx trước, và như vậy là mở ra cơ hội lấy Renatong thành ra The Side. Và Sop có thể lấy Javan luôn để tạo ra một bộ đôi rất mạnh ở khu vực đường trên. Hoặc là họ sẽ lấy Javan cộng với cả Fresh, một vị tướng có thể lắp vào bất kỳ một xạ thủ nào và cũng ngăn cản không cho Kedaya lấy được quân bài này. Nó hợp lý, tức là nó khiến cho bên phía W sẽ không có được cánh dưới thuận lợi. Thì như vậy The Weibo Gaming sẽ dễ chơi hơn, họ sẽ có thể phủ đầu toàn bộ tất cả các lane. Thì khi đó họ sẽ rất thoải mái mà không hề lo ngại con Jin bên kia có khả năng gồng gánh team được. Còn trong khi đấy, việc không chọn cho là sai sớm, dễ hiểu mà thôi. Khi mà bạn chưa biết được đối thủ sẽ cầm kèo gì thì bạn cầm cái kèo bị yếu hơn nó cũng không phải là một cái điểm cộng gì cho bạn. Bạn cầm Riêu Tông, đối thủ sẽ đánh những vị tướng hòa hoãn như Na, như xin lỗi, những vị tướng có thể khiến cho một con Riêu Tông gây bị khó chịu, ví dụ Kane như là Na chẳng hạn. Quá khó dành cho Sai, lấy dây cũng không hẳn gọi là tốt lắm khi mà khả năng găng của đối thủ nó sẽ đánh lên khu vực trên cực kỳ nhiều thì cũng sẽ hơi khó chịu. Cho nên là Sai chưa quyết định là sẽ chọn vị tướng nào cả, anh ta sẽ đợi. Còn trong khi đó thì Weibo Gaming, sau khi thấy được đối thủ có Rakan, sau khi thấy đối thủ có được thêm con Xin Dao nữa thì chắc chắn rồi, bạn sẽ có xạ thủ ở trong đội hình này. Khi mà trong giai đoạn này đối thủ đã lộ ra cặp đôi xạ thủ ở trong khu vực đường dưới thì bạn không có lý do gì mà bạn không lộ ra cặp đôi Aphelios và Tress cả. Vẫn là một cặp đôi tương đối là ổn ở giai đoạn cả đi đường lẫn phòng thủ cũng như tấn công, với khả năng kéo như là quăng lồng đèn đến từ Thresh. Và lúc đấy thực ra có một điểm khá thú vị, đấy là view nhà hàng Khazik. Bởi vì sao? View là dự bị cũ của Sunning, người đã dự bị cho Sop rất là nhiều rồi. Và cái pha nhà hàng Khazik đấy chắc chắn
là để trêu Sọp. Bởi vì chúng ta vẫn biết được Sọp rất thích đánh Kha'Zix ở trong những trận đánh xếp hạng, và chắc chắn là khi mà View còn là làm kiểu dự bị cho Sọp ở Suning, anh em cũng đã có những trên với nhau và chắc chắn là sẽ có những cái câu chuyện như vậy. Khi tôi thấy là View lúc mà nhá hàng Kha'Zix cười rất là tươi, nên có lẽ là Sọp đã nhận ra được rồi. Còn bên phía của Weibo bắt đầu cấm đi đường giữa để cho Angel vẫn còn có thể sử dụng Akali ở đường giữa, nên đã bị cấm luôn. Cấm xét ra là cũng đủ hiểu là có thể đè được đường những vị tướng tay ngắn rồi, cho nên là bên phía của W họ cũng đang muốn hạn chế những vị tướng có thể mang ra khu vực đường giữa. Có một vị tướng sẽ có thể mang cái khả năng phòng thủ cho hai bên cánh, đó là con Galio, và nó cũng sẽ giúp cho Angel một phần ở đó có được cái sự lối chơi an toàn. Nhưng cái vấn đề lớn ở đây đó là hiện tại Weibo Gaming vẫn chưa biết đối thủ sẽ là cầm con tướng nào. Nếu như cầm những vị tướng kiểu như Victor thì có nghĩa là đường giữa của bạn để cho con Victor nó farm free rồi, cho nên nó hơi khó để cho bên phía của Weibo Gaming có thể tính tới chuyện là sẽ hỗ trợ hai bên cánh rồi thả con Victor với những nét vẽ rất là thốn ở khu vực đường giữa. Cho nên Weibo Gaming sẽ từ từ suy nghĩ sau. Còn trong khi đó Deadly lấy Cắm Na định chọn Riêng Tông à. Không, thực ra là Na là một trong những số những vị tướng mà The Side dùng rất là hiệu quả không phải đứng trên, mà anh ta là dùng cái Na chiến cơ. Nghĩa là Na anh ta gây ra cực kỳ nhiều sát thương trong rất nhiều các tình huống giao tranh và đẩy lẻ. Victor xuất hiện trong đội hình của bên phía Weibo, bởi vì thực ra là Angel cũng là một người đã là tướng tủ là Victor với những pha xử lý của mình kể cả trước khi Victor được khỏe như bây giờ. Nhưng WE thì cũng có một cái quân bài mà dạo gần đây chúng ta thấy được mang ra để khắc chế lại Victor, đấy chính là con Corki. Bởi vì về giai đoạn cuối trận nếu mà bằng đồ nhau ấy, thì Corki sẽ mạnh hơn bởi khả năng cấu rỉa tầm xa, những chiêu thức của Victor nó sẽ bị ngắn hơn. Nhưng WE đã phải lựa chọn trước ở đường trên, và để cho The Side có thể có được một lượt counter pick, chúng ta còn rất nhiều các vị tướng. Chúng ta có Renekton, chúng ta có Gwen, và Renekton sẽ lần đầu tiên được thả ra và xuất hiện trên người của Biu Biu của WE ở khu vực đường trên. Và Vayne hay là JJ, Vayne cũng khắc chế được nha. Nhưng mà JJ thì cảm giác nó hơi cười tươi quá. Thầy hướng cười hơi tươi ở trong cái sự lựa chọn nó tên phía Weibo Gaming. Nhưng mà con Vayne được chọn thật ra là cũng hợp lý, nhưng vì cái vấn đề là đội hình này tương đối mỏng, Zavan không thể nào phục vụ được hết. Cho nên là nên CD tính lại và lấy ngay tức một con quen khu vực trên, nó vẫn sẽ ok hơn rất là nhiều. Thật ra giữa kèo quen với lại rỉa tâm, theo bản thân tôi đánh giá đây vẫn là kèo kỹ năng. Tức là con quen nó vẫn khả năng lúc lên để đáp trả lại cái lượng sát thương mà cắt và sắc rồi sau đó đúp quy đến từ một con rỉa tâm, cho nên sẽ không hề lo sợ. Cần phải có sự tác động đến từ rừng thì cái đó chúng ta mới có thể biết được là bên nào mới là bên có được lợi thế. Như việc chọn con quen, nó là một sự lựa chọn đường dài đến từ The Side. Anh ta có xương lam bất bại, anh ta sẽ miễn nhiễm với cái lượng sát thương được tạo ra trong cái xương lam bất bại đó đến từ một con Corki và một con Jhin nữa. Nhưng mà con Renekton này đi đường nó có thể nó mang thiêu đốt cộng với cả dịch chuyển và vẫn có thể chơi lại với Gwen, bởi vì Renekton có một cái lợi thế hơn Gwen ở chỗ là Renekton có khả năng lên được cái kiếm cái đao độ tể để giảm mùi máu. Trong khi đó trong cái bộ trang bị của Gwen, nếu mà bạn phải bỏ tiền ra để lên cái ngọc quên lãng để giảm hồi máu thì nó sẽ rất là phí tiền và sẽ làm chậm đồ. Trong khi đó Renekton cầm một cái đao đồ tể thôi nó cũng đã đủ mạnh rồi, bởi vì bản chất vị tướng này đã mạnh sẵn. Vì thế nên ở cái kèo này có lợi cho Renekton là điều chắc chắn ở trong giai đoạn đi đường. Đây sẽ là ván thi đấu có rất nhiều điều để nói. Đầu tiên vẫn sẽ là câu chuyện liệu các thành viên của W họ sẽ có một giai đoạn đi đường ổn thỏa hay không. Đây họ đang có một con Corki cần cái nước mắt, nhưng phía bên kia cũng đang có một Victor cũng cần những khoảng thời gian để lên được những cái MK. Cho nên là hai bên đều sẽ có những điều kiện cần ở trong khoảng thời gian đầu. Cho nên nếu như mà nhịp độ bán thi đấu có chậm đó, thì tôi cũng không lạ lắm. Nhưng một bên Zavan, một bên Xin Dao thì cái việc mà cấp độ 3 mà đi gan là một câu chuyện rất dễ hiểu thôi. Đúng, thực sự là như vậy. Và nó sẽ lợi thế hơn cho WE, bởi vì Renekton là một vị tướng bạn setup cho rừng lên canh rất là dễ. Bạn cứ băng lên với cắt và sắt, bạn làm choáng đối phương ngược trở lại, sau đó Xin Dao lao vào với phong lôi thương và can trường và dồn sát thương. Đấy sẽ là một lượng sát thương cực kỳ lớn mà ngay cả bản thân con Gwen ở giai đoạn đầu sẽ không đủ khả năng chống chịu để có thể chống được. Vì vậy đường trên sẽ là đường tôi nghĩ là điểm nóng và bị nhắm đến bởi bên phía của WE. Còn chúng ta vẫn chưa biết là Sỏ anh ta sẽ muốn đi theo hướng như nào. Cái vòng rừng thì chắc là vẫn là bắt đầu với bùa xanh trước và sau đó là hướng đến full clear. Nhưng đây rồi, Lâm Tặc đến từ Việt Nam vẫn là người cướp rừng quen thuộc, vẫn đang có một pha cắm mắt để cố gắng cướp rừng chăng.
Trang cũng đã có một pha đứng ở đây để canh. Canh không cho sọp vào cướp rừng. Và cuối cùng là thôi, sọp cũng đã quyết định là thôi, mình trả lại game đầu ra mắt lại đi cướp rừng thế. Thôi đánh an toàn hơn tí. Với lại cướp cũng hơi khó. Bây giờ đang gặp một con Java ở cấp độ đầu tiên thì bạn không có bộ kỹ năng nào để có thể tẩu thoát cả, ngoại trừ cái tốc biến của bạn, cho nên cũng hơi khó. Nhiệm vụ đến từ Weibo Gaming chắc một phần là để kiểm soát xem là view sẽ khởi động ở bên khu vực rừng nào. Nếu như mà view khởi động ở khu vực nửa cánh dưới đi lên thì chắc chắn là sẽ không có nhiều biến động lắm. Đến từ sọc anh ta cũng sẽ đi cùng vòng với lại view để tránh trường hợp sẽ có một pha găng sớm và khiến cho view một phần nào đó, khiến cho BB một phần nào đó sẽ được hỗ trợ ngập đội của mình. Còn trong khi đó thì ở khu vực đường trên cấp độ đầu tiên với cái nhịp độ chết người thì chắc chắn là Desai ăn chắc so với lại ăn cái chinh phục rồi. Và cấp độ đầu tiên đến từ một con rỉ ốc tông của BB. Chính xác như vậy, với cái cộng với cả nhịp độ chết người thì những pha trao đổi đầu tiên này của Desai sẽ chắc chắn lợi thế hơn. BB cũng sử dụng cho mình cái tốc biến chứ không phải là thiêu đốt nên dễ dàng bị Desai tạo một áp lực cực lớn. Và các bạn có thể thấy khi mà nhà người người sử dụng chinh phục ở đứng trên thì Desai lại tiếp tục cái bản chất, cái gọi là bản năng thi đấu của mình, đấy là mang nhịp độ chết người. Một cái ngọc tái tổ hợp và nó rất khỏe, nhưng mà ở giai đoạn hiện tại chẳng ai cầm cái này cho quen cả. Nó sẽ giúp cho Desai ở khu vực đường trên không hề lo ngại những tình huống trao đổi chiêu thức như vừa rồi. Và chưa kể đến là tôi nghĩ là con quen cầm theo cái nhịp độ nó cũng hợp. Dù gì mà nó bạn tích cái nội tại cũng dễ, tức là bạn stuck để bạn có được những tình huống cắt xén liên tục vào người của đối thủ là một câu chuyện dễ hiểu dành cho Desai của đường trên mà thôi. Và nó cũng sẽ khiến cho BB một phần đó cũng sẽ hơi hoảng. Đang có một cái vấn đề cho BB, tức là con rì rắp tông cầm chinh phục chay hết rất khó để có thể chay lại được so với Desai. Cái bộ kỹ năng đến từ một con quen nó hồi khá nhanh, cộng kèm thêm là nhịp độ chết người, nó khiến cho Desai tích rất lẹ. Và ta không hề lo ngại bất cứ một cái vấn đề dành cho BB. Trong khi đó BB thì ngược lại, để cái đó chinh phục nó ngốn một khoảng thời gian quá lớn. Còn trong khi đó Desai cầm nhịp độ chết người thì nó lợi hơn rất nhiều. Và hãy nhìn nhiệm vụ của sập, nhiệm vụ của sập sẽ là di chuyển để tranh cướp khu vực con cua này. Và tôi nghĩ view nên suy nghĩ tới chuyện đầu hàng. Các cửa đường giữa với lại các cửa đường trên đang gặp một số vấn đề về mặt đại lính, cho nên nếu như mà ta cố gắng rướng con cua quá thì ta sẽ bị đối thủ đánh úp 3-1, cho nên là bắt buộc ta cần phải lùi về khu vực người đồng đội của mình để hỗ trợ cho sang đại lính mà thôi. Thực ra là cái pha mà mất cua rồi thì bạn có thể ra hit một vài con lính ở khu vực đường giữa và ăn cua dưới thì bạn sẽ lợi thế về kinh nghiệm hơn và lên level 4 trước đến từ vị trí của view. Đấy là một pha tính toán khá là chuẩn. Nếu mà bạn đã thất thế ở con cua trên rồi thì bạn sẽ ra, bạn hit lính. Và Sock cũng là như vậy, Sock cũng ra đường giữa để hit lính cho đủ level 4 và nó sẽ giúp cho cái vòng rừng kết thúc sớm hơn. Bạn sẽ kết thúc vòng rừng khi bạn cấp độ 4, bạn không cần phải ăn thêm bãi người đá nữa, bởi vì lượng kinh nghiệm đấy nó sẽ có là hơi thừa. View thì vẫn tiếp tục ăn cái bãi người đá này. Các bạn có thể thấy là anh ta sẽ chỉ lên 4.5 mà thôi. Sock thì sẽ hướng đến việc là về nhà mua đồ luôn, rồi sau đó mới ra ăn lại con cóc và có thể sẽ để bãi người đá đấy cho Desai ăn chứ không phải là để anh ta ăn. Như vậy mà nói thì nhiệm vụ của anh ta ở trong giai đoạn này đó là sẽ là chạy xuống khu vực đường dưới và hỗ trợ cái đợt đẩy tiếp theo đến từ Hanh Phân. Đây là một đợt đẩy mà cái lượng lớn lính đến từ phía của Hanh Phân sẽ tích dồn vào ngay khu vực gần cái trụ, cho nên là tôi nghĩ là Sập cũng sẽ phải đứng tức trực ở khu vực cánh dưới để tránh trường hợp Hanh Phân trong một thế lính xấu mà anh ta lại bị đối thủ găng. Nó tương đối khó, cho nên bắt buộc thôi, đó là nhiệm vụ tiên quyết của Sập ở trong khoảng thời gian này. Còn trong khi đó thì máy tay mới quay liên tục quay lên khu vực đường trên để có thể thấy được là hiện tại con quen này nó đang thực sự là cắt vào da đến từ một con cá sấu bên kia. Thực ra là như view pha thi đấu vừa rồi đã trao đổi rất là lỗ, anh ta đứng vào trong cái xương lá bất bại mà anh ta có một tình huống làm choáng cũng như là combo và người từ sai thì nó sẽ không gây quá nhiều máu, bởi vì khi mà con quen đứng trong xương lá bất bại thì bạn sẽ được tăng khả năng chống chịu thì bạn sẽ nhận được ít sát thương hơn. Ở đường giữa này thì mặc dù Victor của Angel không mang cho mình là điểm ngọc đòn phủ đầu, tôi không hiểu tại sao, có lẽ là anh ta muốn hướng đến những cái điểm ngọc ở cái nhánh pháp thuật ở bên dưới hơn. Thế nên là anh ta sẽ sử dụng triệu hồi Ari chứ không phải là cái điểm ngọc đòn phủ đầu như là một đa dạng các Victor khác. Và bây giờ qua cái giai đoạn đi đường các bạn có thể thấy cái sự kinh khủng của Desai, anh ta dẫn 10 chỉ số lính. Và đấy là khi phía Biu Biu anh ta còn đang phun nộ và đang cố gắng đóng băng đợt lính này. Còn View thì vẫn đang farm khá là chuẩn. Đường dưới kia vẫn đang là farm cân bằng đến từ Hoan Phong cộng với cả Stay. Còn trong khi đó thì khu vực đường giữa vẫn đang là dấu hiệu mà Angel có được những chỉ số farm lính tốt so với đối thủ phía bên kia đang canh cấp độ. Nhưng BB cũng biết được là Desai trong một khoảng thời gian ngắn, tôi nghĩ là khoảng một con lính, hai con lính gì đó, thêm một con lính nữa thì Desai sẽ có thể lên được cấp độ 6, cho nên anh ta cũng hơi rén. Anh ta chỉ đẩy lính để có một quay reset rồi sau đó là bấm B về để có thể di chuyển ra lại mà không sợ bị mất bất cứ một cái đợt lính nào mà thôi. Còn trong khi đấy, hãy nhìn những hướng di chuyển đó, từ sạp vẫn đang kiểm soát rất kỹ, tức là những con mắt anh ta cắm
đều là những hướng mà một con sinh giao có thể di chuyển ra một cách bất ngờ. Đầu tiên là con mắt nửa cánh dưới để tránh trường hợp sinh giao sẽ đi ngang qua bờ sông, hướng tới cái bụi cỏ gần bùa đỏ bên phía mình, rồi sau đó di chuyển lên để có một pha bọc ngược lại. Và cái thứ hai là đánh trực diện ngay bụi cỏ ở gần vị trí đứng của con rượu tông hơn so với lại con quen phía bên kia. Rất nhiều những tình huống kiểm soát rất tốt đó, tờ sập giúp cho từ nãy giờ đời sai cũng đang có được những khoảng không farm rất tốt của vùng trên. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là thế trận ở khu vực đường trên và đường giữa đang là có lợi cho bên phía của Weibo khi mà họ farm tốt hơn ở khu vực hai đường này. Đường dưới cũng đang là một thế lính đẹp dành cho Hoan Phong, người ta đã farm cực kỳ tốt. Một thế trận kiểm soát rất chặt chẽ đến từ đội hình của Weibo và nó sẽ khiến cho bên phía của WW gặp nhiều vấn đề hơn và họ bắt buộc phải có những cái mục tiêu, ví dụ như là sứ giả hay là rồng hoặc là tổ chức một pha gank ở thời điểm hiện tại. Để tổ chức một pha gank hơi khó, tại cái lối chơi đến từ Weibo ở trong giai đoạn này đang là một lối chơi kín kẽ, tức là họ không để hở ra bất cứ một cái góc đánh nào để có thể khai thác được. Đó là cái thứ hai là có một cái vấn đề ở đây là việc gank đến từ một sinh giao, thực ra mà nói với cái đội hình này nó cũng sẽ đòi hỏi một số điều. Đầu tiên Weibo cần phải có được những tình huống đúp được vào người của đội sai, nhưng mà với bộ kỹ năng đến từ một con quen và đặc biệt nó đang cấp độ 6 nữa thì việc giết được nó và chết ngược nó dễ xảy ra lắm. Còn đường giữa thì không CC, không nói tới cặp đôi đường dưới cô đá can để có thể tác động được lên người của một Dread thì nó quá khó đi. Cái đường hai sấy sẽ ngăn cản mọi thứ, Sun đang bị đẩy về và với cái lượng máu ít ỏi như thế này mà không có cái dịch chuyển, tôi nghĩ là Sun sẽ phải hy sinh một đợt lính rồi đấy. Chính xác như vậy. Và bây giờ thì câu trả lời cho cái việc là lựa chọn triệu hồi Airy thay vì đòn phủ đầu nó đã có kết quả, đấy là Angel muốn thắng đường. Triệu hồi Airy bạn sẽ hồi nhanh hơn so với cái đòn phủ đầu. Đòn phủ đầu bạn mất 30 giây, thời gian đấy nó không làm chậm được. Trong khi đó triệu hồi Airy bạn đi đến gần con Airy, bạn sẽ hồi nhanh hơn và liên tục có những tình huống cấu rỉa. Bây giờ đây thì pha tấn công đến từ shop. Và ngay lập tức Bibiu đang chờ đợi, Bibiu tóc biến nhưng đang bị dọc bên trong đại để chứng thì làm sao sống đây. Chiến công đầu đã có và đã dành cho đường trên phía Wave của mình. The Sai thông báo một cách rất trân trọng, đó chính là Sọp ơi, mắt vật tổ cắm ngay bụi cỏ chặt qua, tức có nghĩa là không có thêm bất cứ một con mắt nào cắm ở ngay khu vực bụi cỏ gần vị trí đứng của Rẻ Tông cả. Đánh vạt không nổ vì chỉ di chuyển ra găng. Và trong tình huống đó Bibiu cũng khá kỹ nhưng anh ta ẩu ở cái tình huống cuối và cuối cùng với cái quay lính xấu đó thì Bibiu chấp nhận nằm xuống thôi. Tuy nhiên cái con sứ giả này sẽ không dễ dàng thuộc về phía WB bởi vì mặc dù là Sọp phải combo đi về nhưng bây giờ The Sai đã có mặt đây rồi. The Sai đâm thẳng vào luôn, bất dương là bất bại nhưng view nào tấn công Sọp trước. Sọp tốc biến được nhưng mà On đã phải nằm xuống rồi. Angel có mặt đây, Sọp combo chạy về bên phía WB rất đơn giản, quái vật đến rồi chúng ta chạy hướng khác. Và cái quan trọng hơn đó là họ biết cái hướng, họ biết cần phải đánh ai, họ biết là bây giờ đánh vào người của một con quen thì nó hơi khó một tí xíu, họ chuyển sang một cái thiên hướng khác, họ chuyển sang đánh những người không có xương lam bất bại, họ nhắm vào một Sọp, họ nhắm vào cả là On nữa và cuối cùng On phải là người hy sinh trong tình huống vừa rồi bởi một pha rưới nó từ phía của Weibo Gaming. Tham vọng cao và cái giá phải trả của bạn đó là những màn hạ gục là một câu chuyện dễ hiểu mà thôi. Chúng ta xem lên tình huống này, bởi vì Sun không thể nào tác động được khi mà một đời sai đang bật cái xương lam bất bại cho nên họ chuyển sang địa chỉ mà 3-2 được với cái sát thương cùng lúc được. Họ nhắm vào On và Sập, họ đúng điều đó và họ dứt điểm được On. Nhưng mà tôi không hiểu làm cái pha tốc biến ngược trở lại đến từ On nó hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà trong cái khoảng thời điểm đấy, một điểm hạ gục của hỗ trợ tôi nghĩ là nó không đem lại quá nhiều tác dụng như phía WWE. Họ có con mắt sứ giả là cái lợi thế lớn nhất. Nhưng bây giờ thì Sọp đã không giấu đi cái việc là anh ta muốn tấn công lên đường trên. Và ta làm điều đó rất triệt để. Đường dưới khi mà Rakan bỏ đi, Hoan Phong ăn tươi nuốt sống stay luôn. Các bạn có thể nhìn thấy anh ta hơn cực kỳ nhiều lính. Các đường của Weibo đang có một khả năng đi đường rất kinh khủng so với WWE. Nhưng với con sứ giả ở đất W sẽ có thể gỡ một phần nào đó kinh tế. Họ đã cảm nhận với con rỉa tông khu vực trên đang bị farm thua. Họ sẽ chuyển sang thiên hướng. Bây giờ có thể là trong một cái tương lai gần nào đó Stay có thể sẽ được hỗ trợ về mặt con sứ giả Khenix để có thể gỡ một lượng tiền. Một là Stay, hai là Sun. Gần như có cách nào để bạn thả sứ giả Khenix lên khu vực trên cho Bibiu cả. Bởi vì Bibiu đang bị thọt farm hơn so với lại The Sai. Và nếu như con sứ giả Khenix được hút thì tôi nghĩ nó cũng chưa chắc gì Bibiu được hưởng cái lượng tiền đó nếu như một áp lực đến từ Sập di chuyển ra và Bibiu phải lùi lại tránh cái khoảng cách mà có thể ăn được tiền dựa trên một con hút đến từ một con sứ giả Khenix. Và đây Bibiu đang nỗ lực để có thể tìm một cách nào đó hỗ trợ lượng kinh tế dựa trên con sứ giả Khenix cho Sun hoặc là Stay ở trong những khoảng thời gian này, khoảng thời gian mà con rồng đang xuất hiện. Và Sập Sập di chuyển qua và lập tức thấy được Stay ngăn cản pha bấm bê biến về và Stay đã xem là đồ đang bị thua, đồ ta đang bị thua cho nên là anh ta cũng sẽ phải tìm một cách nào đó để di chuyển về nhanh nhất có thể, thả sứ giả ra nhưng mà Sun không được hưởng.
đó là một con sứ giả, có lẽ là chỉ có View thì có tiền thôi, Shang đang cố gắng đi lại, hình như là chỉ có tiền để cho con đi xin giao mà thôi. Đó là hai lớp kiến trụ ở đường giữa là các thành viên bên phía của WWE. Ở dưới anh Trăng dẫn lối, solo kill đến từ Hoàn Phòng. Anh ta không nằm xuống, mặc dù cái pha hồi máu đấy tôi nghĩ là hơi thừa, bởi vì nó sẽ không chết, nhưng mà thôi thì giữ máu để combat rồng cũng được. Đó là một pha solo kill khi mà đã có cung phong linh. Việc ở lại quá đà đến từ Stay đã phải trả một cái giá quá đắt cho phía WWE. Một pha muốn bắt bớ nhờ bắt hơi khó. Ôi, cái này đang bị chia đam ra và ngay lập tức lao vào người con on án tử. On án tử để có thể móc được vào mắt rồi sẽ nhảy về, chắc có lẽ là như vậy. Sọp đang di chuyển tới đài để chấn giọng và lập tức View đang đứng bên trong cái bán người thương và cả trường trọng lực đang nỗ lực để có thể thoát đi được. Quay trở lại tấn công W vào và có được mạng gục tiếp theo sẽ là đây đã tên lửa đạn đạo siêu kiếm trúng người Enzo. Enzo đang nỗ lực đâu mà vậy, ta có tốc biến được và thoát khỏi được cái tầm R đến từ sang. Weibo Gaming họ lại có những pha rướng và họ phải trả giá, trong khi đó Theory ở trong tình huống vừa rồi ít nhất là họ cũng gỡ được cái tình huống solo kill ở khu vực đường dưới của Anpen bằng một số mạng hạ gục, đặc biệt hơn nữa là hai mục tiêu lớn nhất ở trên bản đồ đầu game W đều là đội có được hết. Đó là một pha chọn mục tiêu không chuẩn đến bên phía của Weibo khi mà Sọc cũng cả Victor lại cố gắng tấn công một cỏ khi mà View với cả Kedaya đang đứng. Trong khi đó Hoan Phong thì chỉ với được vào người của Shang thôi. Anh ta đã có một tình huống quy dạng súng hỏa ngục và có một tình huống kích hoạt súng trọng trường nữa. Chúng ta cùng xem lại pha solo kill này. Pha solo kill kết hợp rất là chuẩn những bộ kỹ năng của mình. Và đấy, một tình huống cung phong linh cũng dứt điểm. Nhưng cái hồi máu vừa rồi thì nó lại chưa, nó hơi phí. Và pha thi đấu này là pha thi đấu mà on tấu hài cực kỳ tấu hài luôn. Một pha mà án tử, không biết là dùng từ gì nói, nhưng đây là cái pha này mà chúng ta nhìn Hoan Phong tiến lên, anh ta chỉ quy được chúng vào người Kedaya lúc vào Shang, nghĩa là khóa được Shang lại với súng trọng trường. Nhưng mà Sọt với cả Enzo thì đã ở quá xa để có thể tiếp cận được con Corki. Đó là lý do tại sao mà họ không có đủ một lượng sát thương khi mà họ không tập trung được. Trong khi đó cái khả năng bay ngược trở lại của Shinja cộng với cả Rakan là quá tốt. Và Corki cũng đóng góp được những tình huống R từ bên ngoài và nữa. Thì nó là một lượng sát thương vừa đủ để khiến cho Sọt cũng phải lên bảng điểm số. Tuy nhiên về chênh lệch về tiền thì vẫn chưa có, do là Weibo Gaming đi đường tốt quá nên ở đường trên và đường dưới vẫn đang là lợi thế dành cho họ, với lượng tiền vượt trội hơn hẳn đến từ The Shine cộng với cả Hoàn Phong. Cái việc có được cái đôi giày đã khiến cho The Shine trong tình huống đội BBU dồn một đống sát thương và cộng kèm thêm nữa là điểm tích nổ có mà ta cũng không có được bao nhiêu máu so với The Shine cả, và kèo này sẽ càng ngày càng khó hơn mà thôi. Chứ cái vấn đề nằm ở chỗ đó chính là bây giờ BBU cũng không lo sợ lắm, họ đang có thể dịch vào hai người, một là Xin Giao hay là Sang. Cả hai đều đang có được chuyện mạng của mình, đặc biệt hơn với một con Corki về lay thì vẫn sẽ là một trong những thứ vũ khí hạng nặng mình phía của W họ có thể tin tưởng vào đó. Còn trong cái đó Weibo Gaming, cái điều mà họ làm được từ nãy giờ vẫn có những điểm trừ và vẫn có những điểm cộng. Điểm cộng đó là họ đang đi đường rất tốt và ổn, nó khiến cho từ nãy giờ mình phía W đã rất nỗ lực trong việc gỡ bằng những mạng hạ gục nhưng mà chưa được bao nhiêu. Nhưng điểm trừ ở đây đó là bọn họ luôn tham công nhận hậu những pha đánh nhau luôn là như vậy, và họ phải trả những cái giá rất đắt khi mà chiêu cuối những chiêu cuối mấu chốt lớn đều không có để có thể phục vụ cho một pha giao tranh. Thực ra những pha di chuyển muốn đánh nhau đến từ on cũng không thể hiện được hiệu quả khi anh ta thường xuyên đứng hớ hênh và để bị đối phương combo vào. Một con Thresh không phải là không có quá nhiều khả năng chống chịu giai đoạn này. Thứ nhất, linh hồn không nhiều, thì giáp không nhiều, bạn rất là mỏng. Thứ hai nữa là bộ kỹ năng của bạn là bộ kỹ năng theo kiểu bạn đứng từ xa, bạn khởi động combat và bạn tiếp tế người đồng đội của mình, chứ không phải bạn đưa mặt lên để đỡ. Những cái vị tướng đưa mặt lên để đỡ sát thương cũng như là cho đối phương lao vào thì nó là Leona, nó là Rell hay là nó là Nautilus cơ, không phải một vị tướng như là Thresh. Thresh là một vị tướng bạn cần phải giấu tầm nhìn đi và có những pha di chuyển để phản canh hoặc là có những tình huống kéo nhạy cảm tốt hơn. View đang nỗ lực để có thể mang lại những lượng kinh tế lớn dành cho đội phía của W, đặc biệt tôi nghĩ vẫn sẽ là Sang mà thôi. Bởi vì Sang bây giờ đang là niềm tin lớn nhất dành cho họ rồi. Tôi không thể nào mà bạn so cho con Jin mà nó hơn kinh tế so với lại Hoan Phân so trong khoảng thời gian này được. Nó quá khó đi khi mà Hoan Phân đang có những ngưỡng trang bị nhỉnh hơn so với lại đối thủ, và đặc biệt hơn đã có được cái trụ đầu tiên trong ván thi đấu này nữa. Thì nên chỉnh vào người sẽ carry chính được, và View đang làm chuyện đó. View đang di chuyển lên khu vực đường trên hỗ trợ cho người đồng đội của mình, đó là Sang, để có thể lấy được sớm cái trụ đầu khu vực đường trên cũng như là ngăn mạch farm của The Side trong khoảng thời gian ngắn một tí xíu. Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng không phải là khoảng thời gian ảnh hưởng dành cho The Side. Anh sẽ đợi các quân lính đó di chuyển vào bên trong rồi sau đó tiếp tục với những chiến số farm của mình mà thôi. Thậm chí là The Side có thể biến về ăn nốt được tính này, ta có thể biến về và chạy thẳng xuống khu vực đường dưới để cho Victor lên đầy farm. Aphelios của Hoan Phong cộng với cả On sẽ ra khu vực đường giữa. Với một pha kéo lồng đèn như này thì Hoan Phong sẽ không mất một đợt tính nào cả ở khu vực đường
giữa này tiếp tục gia tăng cái chỉ số lính cũng như là một thế đẩy rất mạnh mẽ khi mà đã có được cho mình một thanh kiếm dài. Wow, tôi không biết là anh ta định lên trang bị gì nhưng mà anh ta lại cầm một kiếm dài và một kiếm BF ở thời điểm hiện tại. Này, đừng lên vô cực món 2 nhá. Vô cực món 2 thì nó mất nội tại đấy. Huyết kiếm thẳng mặt. Huyết kiếm thực ra vẫn được. Điều gì mà nói thì đội hình của bạn đam nhiều. Cho nên là bạn cũng không phải phụ thuộc quá nhiều vào việc là bạn phải có những hiệu ứng khủng khiếp đến từ những cuốn trang bị khác. Huyết kiếm sẽ giúp cho hành phân phù qua sức lại một phần nào đó. Cái thứ nhất là cái cung phong linh nó không thể nào cho bạn cái lượng giáp ảo giống như cái nọ tự thủ được. Cho nên là việc có được huyết kiếm sẽ giúp cho Hoành Phân trụ được những khoảng thời gian, một khoảng thời gian lâu. Nếu như mà ta bị đối thủ chăm sóc quá nhiều thì nó sẽ hợp lý dành cho Hoành Phân mà thôi. Victor đã có phương diện suy vong, bây giờ anh ta cần phải lên cho mình có trang bị kháng xuyên kháng phép, ví dụ như là ngọn lửa hắc hóa chẳng hạn. Sứ giả thả ở cái trụ 2 không được đứng trên, đây là một pha thả sứ giả khá hay đến từ View, người ta giữ lại con sứ giả này để có thể đẩy đến tận trụ 2. Như vậy nó sẽ khiến cho bên phía W Weibo phải có một người phòng thủ ở cái đường trên này, nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến cái trụ bậc thềm. Nhưng mà Thursai bắt được Kereya ở giữa đường, người ta hất Kereya hất được Thursai lên. Thursai đơn giản là đi về mà thôi, đi rất tự tin đến từ đường trên của bên phía Weibo. Uầy, lao thẳng luôn với xe chỉ luồn kim, Thursai một mình khép góc 4 thành viên đối phương với một lượng sát thương khủng khiếp. Đúng là phong độ của đời dài khác. Anh ta thấy đằng sau lưng của mình là một con Dress, và đặc biệt hơn là một con Avelis đang gặp cái pháo động rừng. Tức nghĩa là nếu như trong tình huống rồi chắc đời sai định là một tình huống nó cực kỳ đột phá, một cú tóc biến hay là một cái ánh trăng dẫn lối nào đó đến từ Hoành Phân, cộng kèm thêm cái pháo động rừng sẽ giữ chân nhiều người lại và có thể mở ra một pha giao tranh lớn chẳng ngạn dựa trên khả năng làm chậm của cái xe chỉ luồng kim trước đó đến từ một con quen. Nhưng mà cái đáng tiếc thay là trong pha vừa rồi Hoành Phân hơi chậm một tí xíu, cho nên ta không thể nào di chuyển ra kịp và đợi sai cái sẽ chỉ luồng kim bỏ ra trong tình huống vừa rồi. Thì nếu như bạn không có mục đích giao tranh thì về mục đích phòng thủ nó cũng tốt mà thôi. Đúng. Đợi sai được cử lên khu vực đứng trên để đẩy lính và anh ta sẽ biến về. Victor sẽ được đỡ lính của Biu Biu mà thôi. Trận đấu đang diễn ra khá là chậm khi mỗi đội chia nhau một con rồng và bản đồ của chúng ta là bản đồ rồng gió. Con rồng gió này đã không còn khả năng tăng tốc cho chiêu cuối nữa rồi, nhưng mà nó sẽ cung cấp cho bạn cái tốc độ chạy bên ngoài giao tranh cũng như là di chuyển. Nó sẽ rất là tốt để các bạn có thể kiểm soát bản đồ, đặc biệt là với một người thích di chuyển như là Sọp với cả Thứ Sai. Bây giờ thì Victor sẽ là người đẩy lính ở khu vực đường trên và Thứ Sai sẽ đi cùng viên từ phía Weibo ra đường giữa này. Họ cần phòng thủ cái trụ 1 ở khu vực đường giữa để có được quyền kiểm soát bản đồ ở đây. Thứ Sai bật xương lam bất bại đứng ở đầu luôn, nhưng bên phía đối phương chỉ đơn giản là lao lên và tấn công trụ 5 người của W ở đây, nên họ không hề sợ hãi gì cái khả năng phòng thủ 4 thành viên bên phía Weibo. Họ biết rồi là The Side có khoảng mấy giây nữa mới hồi lại cái chiêu cuối trước đó, cho nên là ngay tức họ lấy cái trụ để canh khoảng thời gian đấy, và họ đã tính toán rất thành công. Ngay cái thời điểm mà khi cái trụ 1 mất thì khi đó The Side mới hồi lại chiêu cuối thì cũng đã quá trễ để danh phía Weibo có thể có được một tình huống phòng thủ ở đường giữa. Stay từ nãy giờ gặp khá nhiều khó khăn, anh ta vẫn đang bị farm thua, nhưng ít nhất là anh ta không bị solo thêm một lần nào nữa để không bị cản cái mạch farm. Chính một pha nằm xuống thôi nó khiến cho cái khoảng cách lính giữa Hoành Phân với lại Stay bỗng nhiên nó rõ rệt ngay lập tức. Cho nên là bây giờ nhiệm vụ đến từ W đó là cố gắng làm sao để cho con xin này ít nhất phải món 2. Có món đầu bắn vẫn chưa đâu vào đâu lắm, bắt buộc phải có món 2. Sun đã bắt đầu tới cái ngưỡng sát thương của mình rồi, khi đã hoàn thành xong được cái kiếm mana mua đã nâng cấp xong rồi thì bây giờ điều mà họ đang đợi đó là Stay có được món trang bị thứ hai đã, khi đó họ mới tự tin cho những pha giao tranh hơn. Chính xác như vậy, bây giờ thì Hoàn Phòng cũng đã đến rất gần thành thứ hai rồi, nhưng đó sẽ không phải là một món trang bị xuyên giáp, nó sẽ không phải là một cái súng hải tặc hay là một cái nỏ thần Dominic. Mà trong trận đấu này tôi nghĩ là cần cái nỏ thần đến từ con Aphelios này, bởi vì cả cá sấu lẫn xin dao đều những cái máu rất là dày, bạn cần và sẽ lên giáp, sẽ lên khả năng phòng thủ thời gian sắp tới, nhưng bạn cần có một cái lượng xuyên giáp ổn định. Nhưng huyết kiếm thẳng mặt đến từ Hoàn Phòng, huyết kiếm sau đó có thể lên thẳng vô cực thì vẫn đủ lượng sát thương, nhưng tốc độ bắn thì nó sẽ hơi thiếu bởi vì anh ta sẽ không sử dụng cho mình là nhịp độ chết người, mà cái khả năng hồi phục thì nó mới là điểm ấn tượng của cái lối lên đồ này. Tôi nghĩ nó không phải là vấn đề lớn dành cho phía của Weibo Gaming khi mà họ đang có rất nhiều lượng sát thương hỗn hợp với nhau. Và đây là một pha lao vào tấn công muốn gây sát thương, muốn dứt điểm cho bằng được, và nhưng quay trở lại đáp trả để xem Hoành Phân có nằm xuống hay không. Câu trả lời là có. Sợp của một pha lao vào ẩu, ta đang phải bỏ chạy, tay đang có bùa đỏ làm chậm rất thốn. Biu đang di chuyển tới và đợi sai tới nhưng quá trễ rồi. Rướng, tại sao Weibo Gaming lại mở giao tranh với một xạ thủ nhờ? Cái câu và không phải là phá động trường nè.
đó không phải là Velez phó trọng trường, nhưng họ vẫn rướng vào cái pha mở ranh và họ sai trong tình huống đấy. Và bây giờ thậm chí là họ muốn đánh tiếp bởi vì thấy đối phương lao vào Baron. Đó là pha lao vào Baron rất đổ báo đến bên phía WE. Họ có thể sẽ phải trả giá với tình huống này khi Victor của Angel vẫn đang khá khỏe ở đây. The Shy đang đứng ở một góc để cho các thành viên bên phía WE phải rút lui. Và quyết định của bên phía WE là họ rút lui về. Có tình huống không có đủ tầm nhìn và so với cả Hoàn Phong đã ngay lập tức gọi là muốn biểu diễn một tí. Nhưng lượng sát thương của họ là không đủ và họ bị phản công nằm xuống là Hoàn Phong với một pha tên lửa đạn đạo siêu khiếp cực kỳ hợp lý với Stay. Và Stay với vạn hạ gục ăn vừa rồi được ra để giúp cho Stay một phần nào đó tiếp tục cải thiện, không chỉ mặt điểm kinh nghiệm mà còn mặt kinh tế vẫn đang rất tốt và ổn dành cho người chơi xạ thủ bên phía của Double sau khi bị dính một pha solo queue thua ở trong tình huống đấy. Rồng xuất hiện Will Gaming để xem nào họ có may mắn thay cho Will Gaming. Đây là một tình huống mà chiêu cuối đầy đủ nhưng cái tóc biến thì nó bị thiếu. Will Gaming nên suy nghĩ kỹ về việc ăn con rồng. Tôi nghĩ là họ nên bỏ, họ đừng nên cướp. Không có tóc biến của xạ thủ, không có tóc biến của Sập thì nếu như một pha lao vào sai lầm đến từ Sập, cái giá phải trả là sẽ rất đắt đỏ. Nó có thể là con Baron nữa, cho nên họ quyết định là không muốn rướng vào bên trong khu vực hang rồng. Chưa gì mà nói thì đây cũng chỉ mới con rồng thứ 3, cho nên nữa chứ có vấn đề gì lớn cả. Bạn thử một con thì khoảng thời gian lớn nữa thì cái đó mới có được con rồng mà linh hồn ở trong ván thi đấu này. Lượng đồ của hai bên cũng đã đến ngưỡng sức mạnh hai trang bị. Và Angel đã có hai món, Hoàn Phỏng đã có hai món. Bên kia Corki đang chuẩn bị lên cho mình cái đại bác thiên thành. Khi mà có đại bác thiên thành thì lượng đồ đến bên phía WE sẽ là rất đáng kể. Và cái vấn đề của bên phía Weibo bây giờ là ngoài cái trụ đầu tiên họ ăn được ra thì họ vẫn chưa kiểm soát được thêm hai cái trụ ngoài. Đấy là trụ một đứng trên và trụ một đứng giữa. Nó sẽ khiến cho cái bản đồ của Weibo ấy nó bị tối. Bạn rất khó để có thể đâm người lên để cắm những con mắt sâu kiểm soát hướng di chuyển của tướng đi rừng đối phương. Ví dụ như pha thi đấu này, Sọp anh ta ra khu vực Baron mà không hề có tầm nhìn và đang bị đe dọa đến từ View Stay cũng là Shang. Sọp bắt buộc phải sử dụng combo kỳ kích để bỏ chạy. Những cái tình huống không có đủ lượng tầm nhìn thế này nó khiến cho Sọp bắt buộc phải phê check. Và những pha phê check như thế này thường sẽ đem lại cái kết quả không tốt lắm ở bên phía của Weibo. Ngọn lửa hắc hóa đã hoàn thành bởi Angel rồi, anh ta bắt đầu tới được cái ngưỡng mạnh đến từ một con Victor rồi đấy. Nhưng để đánh thì sẽ là hơi khó dành cho phía Weibo Gaming, họ vẫn chưa có đủ công cụ để đánh nhau. Họ vẫn phải đợi cho những phép bổ trợ quan trọng nhất dành cho xạ thủ và rừng có cái đã thì cái đó họ mới bắt đầu có thể đánh nhau, và đặc biệt hơn là di chuyển một cách mạo hiểm để kiểm soát bản đồ. Trong khi đó thì phía ngược lại, W đang kiểm soát rất tốt Baron. Họ chưa hề để xảy bất cứ một cơ hội nào dành cho phía Weibo Gaming cả. Họ vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, lấy được những mục tiêu lớn và từ từ tìm lại được cái cảm giác lợi thế ở trong ván thi đấu này. Và đây, họ đang khởi động con Baron một cách rất bất ngờ. Tôi không biết là Sập nắm đủ thông tin hay không nhỉ. Cái việc di chuyển lê hoay đây là Sập cũng có sự nghi ngờ, cắm một con mắt ra ngay lập tức phát hiện. Và Hoàng Quỳnh ở phía cái này đang di chuyển tới, Gia đang phải lùi ra. Sập vẫn có thể có pha combo để cướp hay chăng, đây vẫn đang chờ đợi. The Sai phía này đang bị chặn lại bởi Bill, và ngay lập tức có người di chuyển ra nữa là Sang. The Sai đang hơi lạc lõng, anh ta sẽ phải nằm xuống rất lẹ mà thôi. View sử dụng tất cả chỉ có thể đeo bám được vào người Sập, nhưng Sập vẫn kịp combo chạy ra. Và Weibo Gaming vẫn đang bị đánh trong thế gượng ép 30 mấy giây nữa. The Sai mới sống lại, nhưng cú án tử này đến từ On chỉ trúng vào hỗ trợ thời Bibiu lao lên tấn công, đặt trường động lực ra nhắm vào người của Angel. Angel đã tức lít vào lòng đèn, Bibiu hồi phục quá khủng khiếp. Hoàng Quỳnh đang cầm cái thằng On lần, nhưng đây là bản nguyên thương và On đang rất lạc lòng. WBBU đang chờ đợi sẵn và W đến từ Bibiu mang lại cho nhà mẹ cũng hay quay trở lại. Đó là thằng On lưng của một Avelius cũng kèm thêm là cung phong lên. Và khi mà Weibo cần thì Hoan Phong lên tiếng để gỡ lại pha giao tranh thất bát dành cho bên phía của Weibo. Với điểm hạ gục vừa rồi của Bill Bill, Hoan Phong đã chặn đứng âm mưu lao và Baron đến từ các thành viên của WE khi Sop vẫn còn ở đây. Và thậm chí Weibo Gaming đang tổ chức một pha đánh Baron. The Sai pha thi đấu này thực sự là hơi bất ngờ với cái việc băng lên tấn công và cái gói hàng đến từ Corki khiến anh ta rơi vào tình huống rất khó. Và khi mà rơi vào một tình huống lạc lõng như vậy, đó đã một pha giao tranh không có lợi đang bên phía của Weibo. Nhưng ở Weibo có quyền, Weibo có quyền, tại vì Bibiu chết còn trong đó đời sai hồi sinh lại, cho nên họ có quyền để làm chuyện đó. Đang cầm cái súng thiên lý sầm lao và tấn công, anh ta đang cố gắng hồi phục, anh ta sẽ nằm xuống mà thôi. Nhưng phía cánh còn lại cũng có người đã bị hạ gục, đó ra cạnh The Sai hết sức là bất bại thì anh ta sẽ bị tác động bởi Sai. The Sai không có tóc biến, anh ta đang đứng khá lạc và anh ta lướt lên kịp, nhưng bắn không đủ chuẩn. Sang lao lên tấn công, phát huy nó bảo chuẩn tên lửa bị nhiễm, chính xác là bị lay nổ. Nhưng Weibo Gaming vẫn đang giữ được 3 bùa. Họ đang giữ được 3 bùa đó cho nên họ cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Hy sinh Sọc, hy sinh The Shy, nhưng ít nhất là bạn có được bùa Baron thì một phần nào đó cũng sẽ làm
giảm đi cái sự hưng đến từ bên phía của W. Tất cả hai đội đều đang thể hiện những cái màn xử lý cá nhân tương đối là hấp dẫn khi mà có những pha xử lý rất đồng đội. Ví dụ như cái pha mà Hoan Phong không có, anh ta còn thúc biến nhưng anh ta bấm vào lồng đèn để biết rằng The Side vẫn đang còn có cái cú lướt của mình có thể thoát qua tường. Sau đó chính Hoan Phong cũng hồi máu lại ở The Side để né ra khỏi lượng sát thương đến từ con Corki của Trang. Cái pha tắt lồng không kịp này của Sọp nó đã khiến cho The Side không gây được lượng sát thương quá nhiều. On di chuyển face check bắt buộc thôi. Cái này thực ra không trách được On cái pha nằm xuống ở giai đoạn này nữa rồi, bởi anh ta bắt buộc phải đưa mình ra để làm một con mắt di động. Nếu anh ta không đi vào đấy sẽ không có tập trung, không có thông tin đối phương và những người khác có thể sẽ bị tấn công. Vì vậy những tình huống cố gắng di chuyển ra cắm mắt và kiểm soát tầm nhìn của On, lúc này cắm được bao nhiêu thì cắm, nếu có phải nằm xuống thì không ai trách được anh ta cả. Rồng đang chuẩn bị sống và chỉ còn có khoảng vài giây nữa mà thôi. W họ đang tiếp tục nâng cao những cái lượng chỉ số của mình lên bằng cách là lấy thêm cái trụ thứ hai khu vực đường dưới nữa. The Side thì cái này chúng ta cũng đang nhận ra là có Kiriya cũng như là Stay ở khu vực đường giữa, cho nên ngay lập tức thông báo anh rồi tiếp tục đẩy vào cái trụ thứ hai khu vực đường trên để có thể lấy đi được thêm công trình nữa. Còn trong khi đó nhiệm vụ của W rất đơn giản, họ đang tập trung gần như những gì có thể để có được linh hồn rồng trong ván thi đấu. Họ đã có được 3 rồng rồi, sau khi 3 rồng này được ăn bởi View và săn xong thì sẽ có 3 rồng dành cho phía W và sẽ thêm một khoảng thời gian nữa thì khi đó chúng ta sẽ có linh hồn rồng có thể sẽ dành cho phía W. Thực ra linh hồn rồng gió không phải là một linh hồn mạnh cái bản hiện tại nữa rồi. Nó sẽ mạnh với một vài vị tướng, ví dụ như là mạnh cho con Renatong, nó xin dao hay là thậm chí là Rakan thôi. Nhưng mà nó ít nhất là vẫn đỡ hơn so với các linh hồn rồng khác. Bên phía của Weibo vẫn đang chờ đợi cho Hoan Phong có được ngưỡng trang bị của mình. Anh ta đã có được 3 đồ lên thẳng cho mình vô cực, nhưng tốc độ đánh sẽ là một điểm thiếu hụt một chút dành cho bên phía của Hoan Phong ở thời điểm hiện tại. Anh ta hoàn toàn có thể lên trang bị tiếp theo, đấy có thể là một cái xuyên giáp chẳng hạn, bởi vì nhìn lại thì xin dao của View đã bắt đầu lên đồ giáp rồi, đã có một cái giáp gai. Cá sấu của View dù hơi nghèo nhưng tôi nghĩ là cũng chuẩn bị về nhà mua cho mình một cái áo choàng gai để gia tăng thêm khả năng chống chịu trong tình huống giao tranh. Vì vậy xuyên giáp là một điều mà Hoan Phong cần phải lên ở thời điểm hiện tại. Không, anh ta lên giáp cái ngục. Tạm thời khoảng thời gian này các thành viên của Weibo Gaming họ đang muốn tập trung và để áp lực lính ở khu vực cánh dưới. View thì đang phải di chuyển ra khỏi cái trường động lực, trong khi đó The Side đang nỗ lực để có thể đẩy được cái trụ thứ hai đường dưới. W đang họ đang muốn bắt The Side. W giữ chân lại nên tức là cú xuất hiện bên trái và đó là mà hạ gục dành cho Sang. Phá mít, tranh thủ nhưng mà chậm quá. Đợt lính này nó không đẹp nên là Weibo liệu có phá kịp hay không, đang rất cố gắng để phá được cái trụ mít này để lấy lại thế kiểm soát về tầm nhìn. Hoan Phong bấm được vào lồng đèn. Như vậy thực ra cái pha trao đổi này nó không lỗ lắm đâu. Sao? Không có treo thưởng trên đầu của The Side nên ta nằm xuống để đổi lấy cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa. Nó cũng sẽ là một cái cơ hội để mở ra khả năng kiểm soát tầm nhìn hai bên bờ sông của bên phía Weibo. Họ vẫn đang bên phía Weibo Gaming bắt đầu đang gỡ lại. Họ đang muốn có được những cái trụ sau khi mà đối thủ đã lấy nỗ lực để lấy được cái trụ đầu tiên khu vực đường giữa thì họ đang gỡ và họ lời hơn rất nhiều so với đối thủ phía bên kia. Nó không chỉ gọi là một pha về mặt một mạng đổi một trụ mà đó chỉ là một mạng một trụ đổi một trụ ở khu vực đường giữa của chính bản thân mình mà thôi. Deeply đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở trong tình huống này và đặc biệt hơn nữa đó chính là lượng tiền họ đang dĩnh hơn cho nên họ không lo ngại nhiều lắm về vấn đề đấy. Còn pha này thì không cần nói tới cái mức độ cơ động đến từ W quá lớn cho nên The Side cho dù có sử dụng kỹ năng lướt đi chăng nữa thì cũng không thể nào giúp cho The Side có thể thoát được, bởi vì kỹ năng lướt đến từ một con quen nó cũng không dài lắm và Bill với cắt và sắt cũng kèm thêm nữa là một Keya với những tình huống hỗ trợ bằng E và đất thì chắc chắn dễ dàng để có thể khiến cho The Side đứng chết trên không. Nhưng mà bây giờ có một vấn đề đấy là Sang cũng đã có được 4 món trang bị, anh ta có thể sẽ lên một món trang bị xuyên giáp cuối cùng có thể sẽ là thương phục hận seri đồ. Lúc đấy thì lượng sát thương của Corki sẽ thực sự khủng khiếp. Jinx cũng đã có được cho mình 3 món đồ để có thể đem lại một lượng sát thương rất đáng kể ở tình huống giao tranh. Thời gian không chờ đợi bên phía của Weibo, họ cần phải có những cái mục tiêu quan trọng ở thời điểm hiện tại, họ cần phải bắt được đúng người ở thời điểm hiện tại. The Side cũng đã có được 2 món trang bị rưỡi và chuẩn bị hoàn thành cho mình cái quỷ thư Morello. Và lúc đấy thì tôi nghĩ là Weibo sẽ phải giao tranh, bắt buộc phải giao tranh rồi. Bởi vì càng để thế trận kéo dài thì Corki cũng phải là Genix càng khỏe.
họ cũng muốn giao tranh, nhưng cái vấn đề ở chỗ là nếu như giao tranh ở trong tâm thế và cầm một con Jin với lại một con Corki thì cảm giác hơi khó để cho Weibo Gaming có thể làm gì được lắm. Còn trong khi đó thì Blue họ thoải mái hơn rất nhiều. Đây là giai đoạn mà Sang đã bắt đầu khỏe rồi, cho nên ta không hề lo ngại gì về việc sẽ bị ảnh hưởng gì bởi miếng pha la vào tấn công hay trao đổi chi thức cả. Với cái tầm hoạt động rất xa dựa trên những quả bom của mình thì chỉ việc đưa mặt lên rồi liên tục vào người của đối thủ cấu rỉa mà thôi. Với ngưỡng trang bị này, với 4 món đồ đã hoàn thành trên người, khả năng cấu rỉa tới được Sang ở giai đoạn này là rất đáng nể. Cộng kèm thêm stay với những cú giật bắn, đặc biệt với những quả tên lửa được bắn ra đến từ kỹ năng Q của mình nữa, thì W hiện tại đang có khả năng cấu rỉa rất tốt ở trong những tình huống trước thềm của bất cứ một pha đánh nhau nào. Nhìn cách lên đồ bên phía Weibo đã thấy hơi đau đầu. Họ lên đồ rất chuẩn, kiểu là đối phương cấu máu thì ta lên giáp máu hua mốc. On lên trang bị giáp máu hua mốc đầu tiên luôn. Chọc cũng đã hoàn thành cho mình được cái giáp máu hua mốc là trang bị thứ hai. Nghĩa là hai thành viên này sẽ đưa mặt ra để đỡ những cái quả tên lửa đến trang, sau đó là lùi về hồi phục lại. Nhưng Chọc bây giờ đang đứng một tư thế vẫn combo về được. Tình huống xử lý khá là bình tĩnh đến từ Sọp và không mất gì quá nhiều với một pha đi ra khu vực hàng Baron lấy con cua để kiểm soát tầm nhìn mục tiêu quan trọng này. Sọp có lẽ như vẫn sẽ như câu chuyện cũ như anh Hải Dư đã nói, sẽ là người chống chịu lượng sát thương cấu rỉa. On không bỏ qua chuyện móc đi, coi như là bỏ qua cái quy đến từ đây rồi. Mới lắc hình thôi, chúng ta thấy Bibiu chuẩn bị đây lắc rồi. Bibiu đã phải nằm xuống. Viu có thể là mục tiêu theo sau. Sọp ngay lập tức dòng đại để chấn vô tình, nó nhốt được cả Viu bên trong. Và hai mã cũng nhìn trên phía của Weibo Gaming. Họ cho đối thủ con rồng gió thì phải. Họ đang muốn cho đối thủ con rồng gió để thầy họ hướng ra một cái mục tiêu lớn hơn. Đó chính là con Baron. Đây là được, cho phép. Cho phép, tôi nghĩ là cũng có thể chấp nhận được. Với một pha mà cả hai rừng đều đã mất rồi. Nhưng On đang có mặt có một pha đứng ở trong bụi cỏ này. Chỉ có The Shy và Hoan Phong đang ăn Baron mà thôi. Nhưng mà pha này sẽ là một tình huống để cấu máu của Sang. Sang đang đứng rất gần một cái trường trọng lực, giật bắn trượt đến từ Stay. Sát thương của Baron vẫn đang là có. Stay có tên lửa để cướp không? Stay không có tên lửa nên không thể cướp được. Baron dễ dàng ở bên phía của Weibo. Đang có những tình huống nháy liên tục vào khu vực hàng rồng để có thể lấy linh hồn rồng gió của bên phía WW. Họ thực ra là có thời gian, họ cũng không vội vàng gì cái việc này. Nhưng ôi, tôi làm sai với chuyện đó. Đấy rồi. Rồng này là rồng khó chứ không phải rồng gió nha. Đang di chuyển để có được những tình huống, hình như là họ muốn đánh á. Họ muốn đánh người chứ không phải là đánh rồng. Họ nhắm vào Stay nhưng không có xe chỉ luồng kim đang đợi hồi lại, cho nên là Weibo Gaming không làm được gì ngoài chuyện là dịch chuyển ra rồi sau đó là nhìn ngắm các thành viên của Blue có được con rồng. Nhưng với bùa lợi Baron còn đầy đủ trên người bên phía của Weibo Gaming rồi, tôi nghĩ nó không phải là vấn đề lớn để họ có được những công trình. Với cái thằng hòa lực đang có trên người của anh Phân nữa thì việc lấy công trình là câu chuyện quá dễ dành cho bên phía Weibo. Sang hết tên lửa rồi, cho nên là anh ta không thể nào có thể có được những thủ công để chất lượng được. Bây giờ ta bắn còn tên lửa còn hụt sẽ khiến cho Weibo sẽ dọn dẹp hết được dàn trụ ngoài ở bên phía WE và bắt đầu tấn công vào cái đường một đường lính siêu cấp của bên phía WE. Cái linh hồn rồng gió này ấy, bạn bật ra combat rất tốt, nhưng mà nếu mà bạn đứng vào thế phòng thủ đối phương thi đấu chắc bài thì cái linh hồn rồng gió gần như là không có một cái sức mạnh gì để giao tranh cả. Nó không cho bạn cái khả năng giao tranh. Ví dụ như là pha thế này chẳng hạn. Rồng gió ấy, bạn có làm gì đâu, bạn phải bật chiêu cuối lên, bạn có tác dụng đây. Nhưng mà Sang đang có gói hàng nhá. Phá bay gói hàng này có thể sẽ quyết định cục diện của ván đấu. Nếu mà Sang bay đẹp thì rất có thể sẽ là cơn ác mộng để bên phía của Weibo. Nhưng View bây giờ đang đứng ở một góc rất xấu. Anh ta bật bán cái thương để chạy về, nhưng xe chỉ vừa kim gần chết rồi. Hơi đáng tiếc là không có cái tên lửa đã đạo siêu khủng khiếp nào hết. Có nói là hơi quá sớm nếu như các thành viên của Weibo Gaming họ sẽ có được cái trụ thứ ba khu vực từ dưới không nhỉ? Thực ra là vẫn hơi khó nha, vẫn hơi khó. Đang di chuyển vào bên trong và ngay lập tức có được cái trụ. Sao vẫn đang đợi cái gói hàng của mình thì phải. Bibiu lao vào tấn công. The Side đang đứng rất lạc lõng và The Side nằm xuống phía cánh còn lại. Thì Angel đang nỗ lực để chạy vẻ khá thốn. Ánh trăng và lõi tung ra nhưng nó chưa đủ sát thương. Gói hàng đâu rồi, tóc biến lên nhưng đang bị giữ chân lại, quay lại nhắm Sọp, nhốt đối thủ lại sau đó đứng bên trong và ta cố gắng bỏ chạy đi và ta bỏ chạy được. Bibiu đang di chuyển tới, quăng lồng đèn click được vào và Bibiu đang bị giữ chân lại nhưng Bibiu vẫn kịp đứt được vòng người của đối thủ và ngay lập tức đó là mạng cho Stay bắn liên tục không ngại ai cả. Và Stay đã có rất nhiều thứ dành cho bản thân mình, cộng kèm thế là sang gây sát thương rất tốt. Nhưng mà bây giờ thế lính của bên phía WW chỉ có thế lính ở đường trên mà thôi. Và chỉ có duy nhất Sang có thể dịch chuyển lên đây để có thể để lính ở khu vực đường trên. Họ cũng không có bộ lợi Baron. Thế nên cái việc mà họ quét được đến 4 người bên phía Weibo ấy, nó không chưa cụ thể hóa được bằng cái gì cả. Đây là một tình huống mà The Side đã đứng lại hơi lâu và cũng hơi khó để bấm vào cái lồng đèn kia khi mà The Side không có tốc biến. Con Wen này của The Side là một con Wen cầm thiêu đốt. Và cũng hơi đáng tiếc cho bên phía Weibo là cái ánh trăng dẫn lối vừa rồi tung ra hơi vội đến từ Hoàn Phòng và nó không có tác dụng nhiều cả.
cái pha đứng bắn với này lại của Hoan Phong cũng là một tình huống đáng tiếc như vậy. Nếu mà về luôn ý, thì chắc là không sao đâu. Nhưng mà khi mà để stay kick được hưng phấn rồi thì bạn chạy đằng rồi. Tuy nhiên sau đó thì các bạn có thể nhìn thấy là bên phía WWE cũng chẳng lấy được cái gì cả. Thôi khó để cho họ có thể lấy được gì lắm, bởi vì những mục tiêu lớn đều đã bị vơ đi rồi. Nhưng có một điểm để chú ý ở trong khoảng thời gian sau. Đây là thời điểm qua Velos bắn khá thốn và cộng kèm thêm nữa là một Victor đang cực kỳ khỏe. Mấu chốt sẽ quyết định bởi khu vực, tôi nghĩ là tầm này thì Baron với lại Rồng, Rồng ngàn tuổi mà thôi. Chứ hai đội hiện tại chưa có gì để có thể đánh nhau cả. Cái lính thế lính khu vực đường dưới nó sẽ là một trong những cái điều bên phía của WWE họ sẽ khá quan ngại, bởi vì nó chỉ còn cái nhà lính mà thôi, nó không có trụ. Cho nên là những đợt lính đến từ Weibo Gaming, đợt lính nào cũng khá nhạy cảm cả. Còn trong khi đó thì Weibo Gaming, điều họ sẽ làm đó là tự tốn, đợi kiểm soát những đợt mắt để có thể di chuyển ra những khu vực trọng yếu, ví dụ như là Rồng, ví dụ như Baron, mà không hề lo sợ sẽ có pha bắt bớ gì đến từ bên phía của WWE cả. Tốc biến của Rakan chưa hồi nên là bên phía Weibo sẽ có một khoảng không gian vừa đủ để thở trong những tình huống mà Keria muốn ép giao tranh. Biu Biu thì đã hồi lại tốc biến rồi và người ta sẽ được tẩy lên khu vực trên. Nhưng Sop, Sop đang muốn face check pha thi đấu này, chắc chắn pha này biết nhưng mà cố tình đưa mặt ra thôi, bởi vì người ta có giáp máu Warmog nên ta có thể combo ngược trở lại. Không mất gì trong pha thi đấu vừa rồi, đối phương thì đã phải tung chiêu để đuổi Sop về. Đây là một thế mà bên phía của Weibo phải phòng thủ. Nhưng mà lượng tiền các bạn nhìn thấy, lượng tiền chênh lệch là không có. Chênh lệch 200 vàng nó là quá ít để có thể tạo được một cái điểm khác biệt. Bây giờ thì bên phía của WWE bắt buộc phải chờ đợi con Baron. Nhưng con Baron và con rồng ngàn tuổi nó sẽ ra cùng lúc. Và quan trọng hơn hết là đội nào tốt đánh mục tiêu nào mà thôi. Nếu mà có được một pha giao tranh thắng lợi và ăn được một mục tiêu, họ sẽ có luôn mục tiêu còn lại là hai bộ đội bảng mạnh nhất bản đồ luôn. Tôi nghĩ là nếu như nhắm thì tôi cảm giác là con rồng ngàn tuổi nó vẫn phù hợp dành cho bên phía của Weibo Gaming một tí xíu. Bởi vì họ đang nắm giữ được cái thế lính khu vực đường dưới và một cái nhà lính khá nhạy cảm. Nếu như bạn có được cái con rồng ngàn tuổi thì bạn vẫn có thể có được một pha tranh thành công và đẩy áp lực là vào bên trong và không hề lo ngại bất cứ cái trụ gì cả. Đã bị bắt lại và ngay lập tức Bibiu sẽ bị bắt lại mà thôi. Cá sấu lên bờ nhưng ngay lập tức bị bắt lột ra và bây giờ từ sai băng lên đang làm chậm được View. Kedaya đang đứng một góc, Sop úp được hai người, View quay ngược trở lại tấn công vào Angel nhưng Angel đang thoát được, View thì bị hất lại bởi một cú lưỡi hai xoáy. Họ đang làm khá tốt công việc của mình nhưng Stay bắt đầu được bắn và đang có hưng phấn. Bây giờ phải chạy, Stay giật bắn trúng vào Hoan Phong rồi, Hoan Phong đang hồi máu ngược lại dùng quyết tình. Anh ta có được mình sang thiên thần, The Sai băng lên, bây giờ là combo đến được Sop, Sop làm cực kỳ tốt. The Sai với Sop đang làm hết trong pha thi đấu vừa rồi, double kill dành cho Sop và đó sẽ là chiến thắng ngay cho bên phía của Weibo. Cứ gọi là cá sấu lên bờ nhưng mà là cá sấu vô hộp rồi, không thể nào tin được là trong pha vừa rồi Bibiu lại đứng ở một vị trí. Thật ra nói ra thì nó hơi kỳ nhưng mà nó non. Đó là cái vị trí đứng. Ví dụ như các bạn chia tỷ lệ phần trăm đó thì cái vị trí đứng đó là một trong những vị trí nó cực kỳ nhạy cảm. Sam đang muốn tỏa sáng nhưng tỏa sáng được hay không đây? Anh ta đang có thể tỏa sáng được, ta đang muốn dứt điểm cho một đường sập nhưng những phát gõ. Sam đang nhắm vào người của Angel, Angel vẽ không được, Bibiu đang di chuyển ra. Angel vẽ lấy được cái giáp thiên thần đó, sai phía cái đầu đó, sai hồi phục kia. Quá khủng khiếp. Đây rồi, sẽ thử sai quá khủng khiếp và đó là chiến thắng dành cho bên phía của Weibo Gaming. Khả năng hồi phục con cá sấu vừa rồi, Bibiu ván này làm hết. Anh ta không có đồ hồi phục cho nên The Sai vẫn còn sống và ta có được cái khả năng hồi máu nó quá kinh dị đi. Một trận đấu mà tôi không biết nên nói điều gì, bởi vì cái khả năng combat cuối trận của Weibo nó quá khủng khiếp. Hai pha giao tranh liên tiếp và bên phía WWE là đội muốn mở trước và họ phải trả một cái giá. Đầu tiên cũng thực ra đều là pha hai pha giao tranh ở khu vực đường giữa, mới có một cái pha mà băng lên đến từ Kedaya, sau đó là đến lượt Weibo bổ ngược lại. Còn pha tiếp theo là pha mà cá sấu muốn đứng ở bên góc để có thể đứng rình để bọc ra sau lưng đội hình của Weibo thì đã có một tình huống cắm mắt phát hiện tầm nhìn và kéo rất chuẩn đến On. Sau đó anh ta thả luôn cái lồng đèn để cho Hoan Phong lao vào luôn. Và tôi lần đầu tiên thấy một xạ thủ đã đi cùng hỗ trợ lao thẳng vào mồm một con cá sấu như vậy. Với lại thêm một chuyện nữa là chúng ta nãy giờ chúng ta nhắc rất nhiều về những cú án tự đến từ On. Ok, có thể là những lần khác thì kéo hụt
nhưng bạn chỉ cần một cú kéo trúng để có thể khẳng định cả bán thi đấu mà thôi. Và On đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng cộng kèm thêm đó là The Sai đã có một màn trình diễn rất thuyết phục. Ok, có thể là bạn nằm xuống 1-3 trong cái pha bắt lẻ ở khu vực đường dưới, nhưng với ngưỡng sát thương với một con quen về lay thì không thể nào nói tới về khả năng hồi phục và gây sát thương của nó rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem ván đấu thứ hai sẽ có những biến chuyển gì đến từ VW nhé, mặc dù họ đã rất nỗ lực ở trong ván thi đấu này.